Shop Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2022. Em vừa về cái lô điều hòa được mấy hôm trước thì hôm nay sẽ lên sóng test từng con một phục vụ các bác nhé. Thời tiết miền Bắc thì cũng chuẩn bị sắp sang tháng 4 là bắt đầu cũng nóng rồi. Các bác Sài Gòn thì nóng, các bác dục mua hàng lâu quá rồi nhưng mà bây giờ hàng nó mới về. Ở đây em lên sóng test một con Corona, điều hòa Corona công suất 8.000 BTU. Này phục vụ cho các bác phòng khoảng 15 mét vuông đổ lại. Đấy. Con này thì hiện tại em đang test nhiệt độ ở cửa gió này các bác này. Đang này, các bác nhìn này. Nhiệt độ xuống rất là sâu nhá. Khoảng 9 độ C này. Chưa. Con máy này em báo giá luôn là em bán là 3.800.000, chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp đi kèm. Biến áp thì loại bình dân 400.000 một chiếc, 1.500W. Con này em để mã số 4. Đấy. Khi các bác mua thì có đi kèm một chiếc điều khiển đa năng từ xa. Đấy. Máy được bảo hành 6 tháng. Về cái dùng cho cái máy này thì các bác không cần phải lắp đặt bất kể một cái gì cả, đường ống áng nhé. Vì là khi mà nó là điều hòa một cục thì dàn nóng dàn lạnh nó tích hợp vào một máy hết rồi. Các bác chỉ có lưu ý là nếu muốn làm mát phòng thì các bác phải đặt lên cửa sổ để bố trí cái phần lưng này. Phần lưng này các bác nhé. Cái khe này nó thổi khí nóng này, thì để nó thổi khí nóng ra ngoài, đặt lên cửa sổ nhé. Chứ các bác mà đặt trong phòng không thì là không có tác dụng gì cả, vì là nó sẽ bão hòa cái không khí nóng và lạnh. Đây. Nhiệt độ xuống sâu kinh khủng nữa các bác này, 4 độ C này, 3.9 độ này. Chưa? Đấy, hiện tại đo các bác thấy nhiệt độ cửa gió rất là lạnh nhá. Máy đã test ok, ngon lành, chạy cực êm luôn. Chạy siêu êm nhá. Riêng với đó với hàng của Nhật thì không phải nghĩ rồi. Cái này thì các bác lắp mọi nơi mọi lúc được. Rất là tiết kiệm điện. Công suất của nó chỉ có vào khoảng 600W thôi. Đấy, chạy hết công suất. Còn nếu mà chạy khi mà đủ lạnh nó ngắt thì chắc là không đáng bao nhiêu điện cả. Một con máy khá là đẹp, ngon lành của hãng Corona. Đi kèm một chiếc điều khiển. Đấy, giá 3.800.000. Bác nào lấy thì các bác liên hệ báo số nhé. Các bác báo số nào thì em gửi đúng con đấy. Giá 3.800.000 nhé các bác nhé. Chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp đi kèm. Chào các bác.